bạn, mình là Hukuchi và hiện tại thì trên tay mình đang là Nokia 6 phiên bản 2018. Vậy thì Nokia 6 phiên bản 2018 sẽ có điểm gì nổi bật để có thể đánh bật những đối thủ mà đã ra từ rất là nhiều ngày trước rồi trong cái thị trường smartphone vô cùng rộng lớn này? Thì hãy cùng theo dõi clip để xem Hukuchi liệt kê ra những điểm đó là gì nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thiết kế của em này. Thì mình sẽ nhắc lại một chút về Nokia 1280 ngày xưa của chúng ta. Đó chính là một cái cục mà nó không phải là chắc chắn lắm nhưng mà nó sẽ chống được rơi vỡ, tóm lại là Nokia đập đá đó. Thì cái em Nokia 6 này cũng có cái thiết kế tương tự như vậy, khi mà người ta lấy ý tưởng từ chiếc xe tăng và người ta ấy tưởng từ việc đúc cái khối kim loại lại thành một cái em Nokia 6 có cái thiết kế vô cùng nam tính cũng như mạnh mẽ như thế này. Ngoài ra thì em này còn sử dụng chất liệu series A6000 cứng cáp hơn này, sử dụng các CNC mang lại vẻ đẹp toàn diện cho sản phẩm. Thêm vào đó thì Nokia 6 phiên bản 2018 cũng đã loại bỏ phím home vật lý cứng ngắc ở trên Nokia 6, thay vào đó là ba phím điều hướng ảo được sử dụng ở phía trong màn hình như thế này. Thì việc này cũng gây hơi khó khăn cho một số bạn không thích những cái phím ảo phía trong màn hình, bởi vì dễ cho chúng ta bấm lộn, bấm nhầm khi mà chúng ta đang combat hoặc là khi chúng ta đang lướt web. Ngoài ra thì em Nokia 6 này cũng có khá là nhiều những cái tính năng nâng cấp hơn, như là em này được tích hợp sạc nhanh này, hay là cái cổng này được nâng cấp lên cái cổng là USB Type-C. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đến với cấu hình của em Nokia 6 phiên bản 2018. Khi mà cấu hình của Nokia 6 phiên bản 2018 cũng được nâng cấp hơn so với phiên bản Nokia 6 2017. Đó là gì? Đó là có em Nokia 6 này thì được chạy trên con chip là Snapdragon 630 cùng với RAM 4GB và bộ nhớ trong có thể thay đổi là từ 32GB đến 64GB. Thì với Nokia phiên bản 2017 thì chúng ta chỉ được trang bị là con chip Snapdragon 430 mà thôi. Và với cái phần cứng như thế này cũng như là với việc được chạy trên Android One thì cũng sẽ giúp cho anh em khi mà combat thì nó sẽ mượt mà hơn, cái hiệu ứng chuyển cảnh cũng như là cái cách rescue của nhân vật nó được trơn tru và nó được đẹp đẽ hơn rất là nhiều. Và thêm một điểm cộng cho em Nokia 6 phiên bản 2018 này nữa, đó là em này chạy trên Android One. Và theo như Nokia nói thì Android One đã được cập nhật lên tất cả các phiên bản. Và nếu như các bạn update lên cái Android mới nhất thì các bạn cũng sẽ được update một cách vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra các bạn sẽ nhận được mọi thứ các bạn muốn này, ngoài giao diện đơn giản này, dễ sử dụng, bộ ứng dụng thì được cài đặt sẵn và bộ nhớ ảnh chất lượng cao miễn phí, thêm vào đó là không giới hạn. Thì với cái hệ điều hành là Android One thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, bởi vì Android One cũng sẽ hỗ trợ lâu dài như iOS cùng với hiệu năng được tối ưu tốt hơn rất là nhiều. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với camera của em này. Thì camera của em này có điều gì đặc biệt, đó chính là nó vẫn sử dụng cái quạt tray. Thì quạt tray là gì? Thì quạt tray là một cái công nghệ có thể nén điểm ảnh lại, khiến cho anh em khi mà chụp hình zoom ra thì cái bức hình của anh em sẽ không bị bể. Thì Nokia 6 đã sử dụng rất tốt cái điều này. Ngoài ra thì em này còn có chế độ quay video 4K và lấy ảnh tĩnh chất lượng cao ngay lập tức, sau đó thu phóng hoặc là cắt mà không ảnh hưởng đến chất lượng của mình. Và các model cũ của Nokia cũng đã sử dụng cái ống kính với thương hiệu nổi tiếng này. Ok, vừa rồi thì Hukuchi vừa nêu ra những cái điểm mà Nokia 6 phiên bản 2018 vô cùng sáng ở trên thị trường smartphone. Vậy thì các bạn thấy thế nào? Và nếu có tầm giá tiền để mua Nokia thì liệu các bạn có bỏ qua những em smartphone đang vô cùng hot kia để quay trở lại với Nokia 6 hay không? Thì các bạn đừng quên để lại comment cho mọi người biết nha. Và đừng quên nhấn like, xem như là subscribe kênh B Channel. Chúng mình còn bây giờ thì bye bye.